Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Sorry vì tiến độ ra video của mình hơi chậm nha. Thì hôm nay mình quyết định làm một cái video để nói về một cái phần nó rất là quan trọng ở trong cái game King God Castle này. Nó sẽ giúp cho anh em có thể đột biến trong giao tranh và giúp cho đội hình của anh em mạnh hơn. Và đó là cổ vật ha. Thì mình sẽ tóm tắt và tổng hợp ở trong một cái video này luôn, bởi vì mình có muốn làm nó thành nhiều cái video. Ok, và vào vấn đề chính luôn nè. Thì cổ vật của chúng ta là sẽ có bốn loại khác nhau nha. Cái loại đầu tiên mình muốn nói đến ở đây đó chính là cổ vật búp vào trang bị nha. Chúng ta có thể kiếm được nó bằng cách mua rừng trang bị ở phần cửa hàng nha. Nó bao gồm những cái mình để ở trên cái màn hình các bạn có thể nhìn thấy ha. Thì cái cổ vật loại này á, nó sẽ bốc thẳng phần trăm vào trang bị cho các bạn luôn. Để kích hoạt cái cổ vật này thì các bạn bắt buộc phải đeo cái trang bị phù hợp với lại từng cái cổ vật của các bạn thì nó mới bắt đầu cộng một cái chỉ số. Thì để tính tốc đánh AP hay là attack thì mình sẽ có một cái bảng để tính, nhưng mà ở cái phần phía sau á, thì mình cũng làm một cái cũng có liên quan đến cái này, cho nên mình sẽ làm một lần ở phía sau thôi và mình sẽ để ở dưới comment để các bạn dễ kiếm hơn ha. Và đây là giá nâng cấp của cái loại cổ vật này. Ok, tiếp theo đó chính là cổ vật búp tài nguyên. Nó bao gồm những cái mình để trên màn hình. Cái cổ vật này khi mà các bạn đeo lên á thì nó sẽ giúp các bạn tăng lượng EB, lượng vàng khi các bạn đi tập kết kể cả xâm thực lẫn ải thường, và nó sẽ giúp cho các bạn tăng thêm lượng tài nguyên khi các bạn tham gia viễn chinh ha. Các bạn có thể kiếm được loại cổ vật này ở phần xâm thực và phần cửa hàng nha. Giá nâng cấp của cái loại cổ vật này thì mình sẽ để ở trên màn hình nha, các bạn có thể thấy. Loại thứ ba đó chính là cổ vật tế đàn. Các bạn có thể kiếm được cái cổ vật này trong phần xâm thực thì nó sẽ bốc thẳng vào phần tế đàn cho các bạn ha. Nó sẽ tăng từng điểm theo từng bậc. Bậc 1 nó sẽ tăng 1 điểm và lên tới bậc 4 thì nó sẽ tăng 4 điểm. Cái bậc 4 là bậc bạch kim á. Giá nâng cấp của nó thì cũng sẽ mắc hơn những loại trước mà mình sẽ để ở trên màn hình. Và cuối cùng đồng giá tiền với lại loại cổ vật loại 3 đấy chính là cổ vật đột biến giao tranh. Thì cái cổ vật loại này thì nó sẽ bốc riêng từng phần khác nhau chứ nó không giống những cái cổ vật phía trước. Các bạn có thể kiếm được cái cổ vật này ở phần xâm thực từ chương 5 trở đi, hoặc là các bạn có thể mua nó ở phần đấu trường. Thì hiện tại loại cổ vật này là được loại cổ vật được mọi người yêu thích nha, bởi vì nó sẽ bốc đa dạng vào từng loại đội hình khác nhau. Nó sẽ giúp các bạn đột biến giao tranh mà nó không cố định ở một cái đội hình nào cả. Giá của nó thì cũng đồng dạng với loại thứ ba, vì cái loại cổ vật này nó là búp các dòng khác nhau, cho nên nếu các bạn muốn thì các bạn có thể đặt dưới phần comment cho mình. Mình sẽ làm một cái short video ha. Thì ở cuối video mình sẽ để những cái cổ vật cần thiết để các bạn có thể lựa chọn và sử dụng hiệu quả hơn. Ok, tiếp theo sẽ là phần 2 nói về các loại cổ vật này. Các cổ vật này thì nó không chỉ búp những cái chỉ số riêng của nó mà nó còn có búp những cái phần ở phía bên dưới nữa. Thì nó sẽ búp cho các bạn đó chính là sức mạnh phép thuật, đam, giáp và tốc đánh. Thì riêng về phép và tốc đánh thì nó sẽ tính theo phần trăm, còn đam và giáp thì nó sẽ cộng thẳng vô luôn. À, và sau đây mình sẽ nói về tính theo phần trăm luôn ha. Các bạn cũng có thể nhìn ở trên màn hình, mình sẽ để cái bảng cho các bạn có thể đọc được. Để tính phép thuật ở trong trận đấu thì các bạn sẽ lấy cái phép thuật level hiện tại nhân cho cái hệ số bậc. Thì các bạn hệ số bậc mình sẽ để ở cuối video. Sau đó các bạn lấy phần trăm phép thuật cổ vật cộng với phần trăm phép thuật trang bị, và sau đó các bạn nhân hai số vừa tìm ra thì chúng ta sẽ có tổng phép thuật ở trong trận đấu. Để tính đam vật lý thì các bạn sẽ lấy công level hiện tại nhân cho hệ số bậc, sau đó cộng cho phần trăm sát thương trang bị cộng cho phần trăm sát thương cổ vật thì các bạn sẽ tính ra được tổng tấn công trong trận. Còn tính tổng tốc đánh thì nó có nhiều cái dấu mở ngoặc quá thì mình cũng không biết nói sao, thì mình sẽ để ví dụ ở dưới phần comment nha. Những cái dòng cộng hưởng này á, thì nó sẽ phía dưới chân của những cái con tướng ở trên cái đội hình chính của mình. Các dòng chỉ số này các bạn sẽ kiếm được khi mà các bạn chế tạo trang bị hoặc là kết hợp hai cái trang bị cùng hệ với nhau. Thì ví dụ hai cái cung bạc đi, mình ghép lại với nhau thì cái cung bạc thứ nhất nó sẽ biến mất và nó sẽ ra ngẫu nhiên ở cái cung bạc thứ hai một cái búp nào đó, và cùng ra dòng ngẫu nhiên luôn. Cho nên khi mà các bạn kết hợp hai món cổ vật lại á, thì các bạn hãy chú ý đến cái cổ vật nó ngon hơn, các bạn hãy để ở phía trước để nó không bị mất cái dòng búp. Và khi mà các bạn đã đạt được cái cổ vật bạch kim thì chúng ta sẽ mở ra được một cái chế độ đó là luyện. Ok, cách thức hoạt động của cái này á, thì khi mà bạn đặt một cái cổ vật nào đó của bạn lên phía bên ô đó, nó sẽ thay đổi những cái dòng chỉ số bên phía bên tay trái nè. Các loại cổ vật khác hệ nhưng mà cùng dạng với cái cổ vật này thì chúng ta có thể đặt lên ở phía bên trên đó được ha. Ok, mình sẽ thực hiện thử cho các bạn xem luôn ha. Khi mà sử dụng cái này á, các cái dòng búp mà các bạn không khóa lại á, thì nó sẽ thay đổi hết luôn ha. Khi mà các bạn sử dụng cổ vật đồng để thay đổi á, thì các bạn muốn khóa một cái dòng nào đó để nó không bị thay đổi thì chúng ta sẽ tốn 10 kim cương, và cứ mỗi dòng là tăng thêm 10 kim cương, tối đa là nó 30 kim cương, bởi vì các bạn không thể xóa hết 4 dòng. Xóa hết 4 dòng thì lấy gì nó đổi. Rồi tiếp theo cũng nâng cấp lên như vậy, thì cổ vật bạc các bạn gắn vô thì khi mà các bạn nâng cấp thì các bạn có thể khóa được một dòng miễn phí. Các dòng tiếp theo thì các bạn cần phải tốn 10 kim cương. Đối với cổ vật vàng cũng vậy, thì các bạn có thể xóa được 2 dòng. Còn lên cổ vật bạch kim thì các bạn muốn thay đổi dòng nào tùy các bạn. Và chắc chắn rồi ha, nó sẽ ra random.
cho nên các bạn hãy nhớ lưu ý. Và đó là những gì mình muốn nói trong cái video lần này. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần comment. Và comment ngày hôm nay đó chính là của bạn Khỉ Con Lon Ton ha. Thì bạn này muốn mình nói về cách để ép cái phần trăm phép và tốc đánh ở trên cái cổ vật cho nó lên cao ha. Và ok, mình sẽ thực hiện cho bạn xem luôn ha. Thì nếu bạn lucky á, khi chế tạo nó sẽ cho các bốc trên cùng một dòng, cái phần trăm nó sẽ là ngẫu nhiên. Nhưng mà mình chỉ biết một cách để nhận biết đó là khi mà nó ra chỉ trên một dòng thôi á, thì nó sẽ được nhiều phần trăm hơn. Còn khi mà nó ra ở trên nhiều dòng á, thì nó sẽ giảm phần trăm xuống. Và để chỉnh sửa thì các bạn bắt buộc phải nâng cái cổ vật của mình lên bậc bạch kim để có thể luyện lại ha. Bạn có thể nhìn thấy ở trên video của mình, ở dòng thứ 6 mình sẽ được 20 tốc đánh. Thì bạn chỉ cần khóa cái hai cái dòng này lại và luyện mấy cái dòng khác ra cùng dòng với cái này, và nó sẽ tăng thêm cái phần trăm tốc đánh hoặc là phép cho bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, các bạn có thể đặt dưới phần comment cho mình. Cho mình xin một like và subscribe. Chúc các bạn vui vẻ.